Em xin chào anh chị, chào mừng anh chị đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây, đó là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp màu đỏ. Thì trong video này em xin phép cập nhật tới anh chị chính sách giá, những màu xe sẵn giao, những quà tặng của hãng và của nhà máy trong những ngày cuối tháng 12 này để anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc Santa Fe dầu cao cấp đi khỏe khoắn, hiện đại, công nghệ và tiết kiệm nhiên liệu. Anh chị có thể dùng nó để đón xuân, đón Tết một cách trọn vẹn nhất. Thì Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cao cấp hiện tại bên em cũng sẵn các màu xe giao ngay cho anh chị, nó là màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu vàng cát. Và chính sách giá của thời điểm hiện tại bên em cập nhật cho anh chị, em lưu ý anh chị là cái giá này thì em cập nhật nó sẽ thay đổi theo khoảng vài ngày sẽ thay đổi, thì anh chị vui lòng liên hệ số điện thoại ở trên màn hình để em có thể báo giá chi tiết cho anh chị. Thì với cái mức giá ở thời điểm này khoảng 1 tỷ 310 đến 1 tỷ 315 triệu, và anh chị sẽ được tặng kèm những cái phụ kiện của chính hãng như là phim cách nhiệt New Sun của Mỹ, bên em bảo hành cho anh chị 10 năm, chải sàn da, bọc vô lăng da. Và trong tháng 12 này anh chị mua xe thì sẽ được tặng thêm một chiếc TV 43 inch với độ phân giải là 4K. Vì sao Santa Fe lại nằm trong top những cái chiếc xe bán chạy nhất và luôn là mẫu xe SUV hạng D có doanh số top 1 tại thị trường Việt Nam cũng như là về thương hiệu có sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế, thì em xin điểm qua những cái điểm nổi bật của Santa Fe. Ở về phần đầu xe anh chị có thể thấy là đây là một cái mặt cản trước được mạ chrome này, cũng như cản trước được mạ chrome sáng bóng và sang trọng, có camera 360 độ cho phiên bản dầu cao cấp và sang cao cấp. Chúng ta sẽ có hệ thống đèn full LED hỗ trợ công nghệ thông minh, đó là tự động bật tắt đèn pha khi gặp xe đối diện. Về phần la răng xe thì được trang bị la răng kích thước lớn, nó với kích thước đó là 19 inch, kèm với những công nghệ như là cảm biến áp suất lốp, rồi ABS hỗ trợ khởi ngang dốc, cân bằng điện tử. Thì những cái đấy là những cái chiếc xe nhỏ nhất của Hyundai đã có thể được trang bị rồi, còn Santa Fe thì dĩ nhiên là full phè rồi, đúng không ạ? Ở trên chiếc gương này chúng ta sẽ có camera 360 độ tích hợp trên gương, rồi có sấy gương cảnh báo điểm mù ở trên gương. Tay nắm cửa thì được mạ chrome, mạ bán chrome sang trọng. Đến phần đuôi xe chúng ta sẽ có cốp điện, có vị trí nhớ vị trí cốp thông minh và cốp điện chống kẹt. Cũng có 360 độ tích hợp ở phía sau cốp. Đó. Hàng ghế thứ ba thì được gập phẳng tạo cái không gian tốt để cho anh chị có thể là vận chuyển hành lý cũng như là vận chuyển hàng, để chúng ta có thể đi có những cuộc hành trình dài mang được nhiều hàng hóa. Về phần nội thất thì anh chị có thấy là Santa Fe phiên bản 2021 đã cải tiến hoàn toàn với cái thiết kế đó là cần số bằng nút bấm. Các anh chị có thể thấy là xe được trang bị những 10 loa Harman Kardon. Rồi trên phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có những cái công nghệ như là sấy ghế, làm mát ghế cho hàng ghế phía trước, sưởi vô lăng, sấy vô lăng, hỗ trợ khởi hành, hỗ trợ xuống dốc, rồi cam 360, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Chúng ta sẽ có thêm những cái hệ thống hiện đại của công nghệ Hyundai Smart Sense, đó là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường này, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ phòng tránh va chạm xe phía trước cũng như là người đi bộ phía trước, hỗ trợ phòng tránh cảnh báo va chạm khi có phương tiện cắt ngang phía sau. Chúng ta sẽ có cửa sổ trời cho phiên bản cao cấp. Với mức giá tốt như vậy thì cũng chỉ còn khoảng 5 ngày nữa là kết thúc năm 2022, cũng như kết thúc chương trình khuyến mại lớn của nhà máy cũng như đại lý. Thì anh chị hãy nhanh tay gọi điện và đặt cho mình một chiếc Hyundai Santa Fe để em có thể hỗ trợ với mức giá tốt nhất cho anh chị. Thì em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.